bóng vẫn rơi sang phần sân của Thông Tin, dù cho đó là một pha chuyền bóng không thực sự tốt của Thu Hà. Pha nhòi người cứu bóng rất tốt của Kim Liên. Vẫn là Kim Liên, phòng thủ tốt ở hàng sau. Điểm cho Ngọc Hòa. 11-4. Đội Thông Tin xin hội ý lần thứ nhất. Rất vừa lực, tầm cao vừa đủ từ đường chuyền hai của Thu Hà cho Ngọc Hoa. Đội Thông Tin Liên Việt Quốc Anh xin hội ý lần thứ hai. Chắn tốt từ đầu trận đấu đến giờ. Ở hiệp đấu đầu tiên này, mọi mũi tấn công của các cầu thủ Thông Tin Liên Việt Postbank hầu như đều đã bị bắt bài. Cũng là người chơi vị trí libero ở đội trẻ của Bình Điền. Rất may mắn, bóng bật lưới đổi hướng và rơi ngay sát chân của Việt Hương. Và đó là điểm số thứ 25 dành cho VTV Bình Điền Long An trong hiệp đấu thứ nhất này. Họ sớm vươn lên trước Thông Tin Liên Việt Postbank trong trận chung kết nữ. Pha xử lý kỹ thuật của Ngọc Hòa đã giúp Bình Điền Long An cân bằng tỷ số 3-3. Những điểm số vừa qua rõ ràng là các cầu thủ Thông Tin Liên Việt Postbank đã chơi tập trung hơn rất nhiều. Rất hay, Thu Hà và Ngọc Hòa vẫn đang phối hợp với nhau rất ăn ý. Thêm một pha chắn bóng tốt nữa, 13-8 cho VTV Bình Điền Long An. Ngoài việc có sự dẫn dắt của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Ngọc Hoa hay Tuyết Hoa, thì VTV Bình Điền Long An cũng có những cầu thủ rất nhanh, rất nhạy bén. Một pha xử lý sắc sảo của đội trưởng Ngọc Hoa. Rất may mắn, đây là lần thứ hai trong trận đấu này Ngọc Hoa có một pha bóng bật lưới với ghi điểm trực tiếp. Những khó khăn vẫn đang hướng về phía Thông Tin Liên Việt Postbank. Tiếp tục là những pha chắn tốt mang đến cơ hội để tấn công. Ngọc Hòa. Những pha di chuyển và tấn công sở trường của Ngọc Hòa. 7-5. Ngọc Hòa là một trong số ít những cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam có cơ hội thi đấu ở nước ngoài. Trong màu áo những bóng cắm nhanh, tấn công từ vị trí số 3. 9-9.
Pha phạt bóng hiểm hóc của Ngọc Hòa và cách biệt chỉ còn một điểm. Bốn điểm liên tiếp dành cho bước một không tốt. Ngọc Hòa bỏ nhỏ rất sắc sảo và thông minh. Để đảm bảo cho các vận động viên thi đấu, đề nghị tất cả các cổ động viên khi bóng đang trong cuộc, chúng ta không thổi còi đánh trống. Xin cảm ơn. Sáu đều. Hai tình huống phòng thủ hơi chệch choạc từ phía cầu thủ thông tin liên viên Postbank. Ngay lập tức thì đối thủ của họ đã cân bằng tỷ số. Ngay lập tức thì Ngọc Hòa đã thể hiện bản lĩnh của mình. Đội trưởng của VTV Bình Điền Long An. 12-11. Không kịp. 14-13 cho VTV Bình Điền Long An. 14-13. Điểm số quyết định cho Bình Điền Long An đang ở phía trước. Cơ hội để kết thúc trận chung kết này khoảng cách mong manh, chỉ một điểm mà thôi, mọi thứ vẫn có thể xảy ra. Chắn bóng tốt và đó điểm số quyết định dành cho các cô gái VTV Bình Điền Long An. 15-13 là kết quả của trận chung kết mùa giải 2018. Cao thủ VTV Bình Điền Long An đã bảo vệ thành công chức vô địch của mình tại giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia. Danh hiệu trong 2 năm liên tiếp dành cho các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ.